Thưa quý vị, ngày nay bao bì vỏ hộp được sản xuất hàng loạt để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong sinh hoạt thường ngày, giúp cho cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều. Nhưng đằng sau sự tiện lợi ấy lại là sự bất lợi đối với môi trường. Hiểu được những vấn đề này, các doanh nghiệp và cá nhân đã có rất nhiều sáng kiến và hành động để tái chế vỏ hộp sau khi sử dụng. Thưa quý vị, sữa là một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng và vô cùng quen thuộc trong mỗi gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ phải không ạ? Thế nhưng quý vị thường làm gì với những vỏ hộp sữa đã qua sử dụng như thế này ạ? Quý vị đừng vội vứt đi mà hãy giữ chúng lại, bởi thay vì trở thành rác thì những vỏ hộp sữa như thế này có thể mang những sứ mệnh mới mà chúng tôi sẽ cùng quý vị khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Sữa là thức uống trẻ em nào cũng thích, với già khuê cũng vậy. Thế nhưng thay vì vứt bỏ vỏ hộp ngay sau khi dùng như trước đây, thì bây giờ em có thêm một thói quen mới, đó là cùng mẹ xử lý làm sạch những chiếc hộp sữa như thế này để tham gia chương trình thu gom vỏ hộp, lan tỏa lối sống xanh. Hàng ngày là mình sau khi mà uống xong ấy thì mình nhắc các con là con ơi con, mẹ nhớ dặn con rồi nhá, là mình sẽ bóc cái hộp sữa đấy ra và cắt cái góc đấy. Thì có nghĩa là bên TH là mình xem ở trên chương trình đấy thì có các cái bước hướng dẫn ấy cũng rất là dễ dàng. Thế xong rồi mình cũng nói vậy với con mình, thế là bạn ấy cũng đã làm được. TH lại có một cái chương trình rất là hay là đưa ra tiết kiệm giấy để có thể đổi được quà. Chính vì thế mà nó cũng gây ra một cái kích thích đối với trẻ con. Và các bạn ấy rất là hứng thú, muốn được thu gom lại, muốn được tiết kiệm nó lại và để đổi được một phần quà nào đấy. Để tham gia, người tiêu dùng mang vỏ hộp sữa các loại không phân biệt nhãn hiệu hay nhà sản xuất được làm sạch và gấp gọn tới các cửa hàng của TH Chumat tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc thực hành sống xanh góp phần giảm rác thải, mỗi người tham gia có thể nhận được những món quà ý nghĩa làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường như là sổ tay tái chế, bộ thìa đũa tái chế, túi vải canvas, bộ hạt giống trậu cây sơ dừa, sữa tươi tiệt trùng hữu cơ TH Chumil Organic. Con mang cho 20 vỏ sữa và con được đổi một chiếc túi và một cái vở. Con sẽ thu gom thật nhiều hộp sữa để đến đổi tiếp ạ. Vỏ hộp sữa sau khi thu gom sẽ được TH chuyển lại cho Tetra Pak, tập đoàn cung cấp bao bì sản phẩm nổi tiếng thế giới, để tái chế bằng công nghệ hiện đại, làm ra những sản phẩm hữu dụng, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Chương trình thu gom vỏ hộp sữa lan tỏa sống xanh là một trong chương trình thường niên mà tập đoàn TH tổ chức định kỳ, và rất là đặc biệt là đối với năm nay thì chương trình đang tổ chức vào trong dịp ngày trái đất và ngày môi trường thế giới. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn rằng sẽ góp phần lan tỏa lối sống xanh, phát triển bền vững tới người tiêu dùng trong việc phân loại rác thải nhựa sinh hoạt hàng ngày. Đây là một trong những hoạt động của tập đoàn TH hướng tới bảo vệ môi trường, từ các giải pháp chi tiết cụ thể đến các chiến lược tiên phong mang tính định hướng cho cả cộng đồng, như là chấm dứt sử dụng túi ni lông một lần thay thế bằng túi nhựa sinh học, hay sử dụng thìa sữa chua được làm từ chất liệu sinh học. Những vỏ hộp sữa sau khi thu gom sẽ được tập đoàn TH vận chuyển tới đối tác của chúng tôi và sẽ được sản xuất ra những cái sản phẩm tái chế có ý nghĩa như là sổ tay tái chế, bàn ghế hay là tấm lợp sinh thái và nhiều sản phẩm khác nữa. Hành động gặt thói quen gieo tính cách tạo số phận. Chúng ta có thể chung tay bảo vệ môi trường thông qua những hành động nhỏ như nhặt vỏ hộp sữa, đập gấp xếp dẹp và xếp gọn vào khay hoặc bỏ vào thùng tái chế. Hãy khuyến khích các em nhỏ tham gia hoạt động tái chế vỏ hộp sữa để giúp các em hiểu được vai trò quan trọng và ý nghĩa của việc phân loại, thu gom, tái chế, tạo thói quen gìn giữ môi trường một cách tự nhiên bằng những hành động dù nhỏ nhất. Thưa quý vị, thành phần của một vỏ hộp sữa như thế này thì thường là giấy, một phần là nhựa và một phần là nhôm, hoàn toàn có thể tái chế được. Hy vọng những chương trình ý nghĩa như thế này sẽ được nhân rộng để tái chế sẽ trở thành một xu hướng bền vững không chỉ với người lớn mà cả với thế hệ tương lai.